Ngay trong khuôn viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An có một không gian riêng dành cho dịch vụ rửa xe. Các bạn tình nguyện viên luân phiên thay ca và tích cực phục vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu cho giảng viên và sinh viên trong trường. Đây là một trong nhiều cách mà câu lạc bộ Sống để yêu thương gây quỹ cho những hoạt động thiện nguyện. 6 nhìn lần mà đi trải nghiệm tình nguyện ở trên vùng cao thì khi mà em đội chúng em trao những phần quà cho các em nhỏ ở trên thì những em nhỏ thiểu thốn nhưng mà họ lại rất tình cảm, khi mà từ đó thì nhà em lại có cái động lực để trao đến cái niềm vui hạnh phúc cho các em. Khi mà nhận được phần quà thì khi trở về trường thì nhà em cũng nỗ lực phấn đấu để gây quỹ để tiếp thêm nhiều cái phần quà và những cái hạnh phúc sẻ chia lên cho các em. Thành lập từ năm 2015, câu lạc bộ Sống để yêu thương duy trì 30 thành viên là những sinh viên năng động, nhiệt huyết của trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong những năm qua, câu lạc bộ đã tổ chức được nhiều chương trình định kỳ như thăm tặng quà và dạy học hàng tháng cho trung tâm trẻ mồ côi và khuyết tật Mẹ Teresa Cakula, chương trình Tết về bản hàng năm với quy mô 100 đến 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động đa dạng như trao quà vùng lũ, tặng quà cho người có công với cách mạng, nấu cháo cho bệnh nhân nghèo. Phương châm hoạt động của câu lạc bộ đó chính là từ gây quỹ và kêu gọi các nguồn tài trợ bằng cách offline hoặc là online. Câu lạc bộ sẽ tiếp tục vươn xa bằng cách mở rộng các hoạt động chương trình, các cái điểm đến xa hơn, khó khăn hơn để mang những cái niềm vui và những cái món quà ý nghĩa để giúp đỡ mọi người trong cuộc sống đi khắp mọi miền, không chỉ là ở trên vùng đất Nghệ An mà ở các tỉnh khác ạ. Để có được nguồn kinh phí tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, các thành viên của câu lạc bộ chủ động sáng tạo nên nhiều cách thức gây quỹ. Đội quân áo xanh đã trở nên quen thuộc trong khu ký túc xá và tổ dân phố quanh trường khi các bạn tích cực thu gom phế liệu, bên cạnh đó là hoạt động bán đồ ăn sáng, đồ ăn đêm, bán hoa dịp lễ, dọn vệ sinh dịp Tết, chiếu phim tại hội trường, nhà trường. Với phương châm tích tiểu thành đại, góp nhặt và tiết kiệm, câu lạc bộ Sống để yêu thương đã ngày càng có thêm nhiều quà tặng hỗ trợ cho người nghèo. Các hoạt động của câu lạc bộ Sống để yêu thương được nhà trường cũng như xã hội đánh giá rất là cao. Các hoạt động thường hưởng tới địa bàn là các vùng miền núi phía Tây Nghệ An, những địa bàn có hoàn cảnh khó khăn và phức tạp. Các thành viên trong câu lạc bộ rất là đoàn kết và sớm trưởng thành trong môi trường sinh viên. Những bài học của tình yêu thương, của gắn kết cộng đồng, của cùng nhau làm việc đã giúp cho các thành viên của câu lạc bộ Sống để yêu thương trưởng thành hơn mỗi ngày. Cho đi là còn mãi, các bạn trẻ đã mang niềm vui đến cho những cuộc đời kém may mắn và làm đẹp thêm cho hành trình sinh viên của chính mình.